Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Hôm nay sẽ làm video để báo giá xe. Như các bạn đã thấy trước màn hình đây, Yamaha Jupiter Finn 115 vào giai đoạn tháng 3 năm 2023 này. Tất nhiên giá có sự thay đổi một chút so với tháng rồi. Rồi không tốn thời gian nữa, chúng ta vào thẳng video nha. Các bạn đang xem chiếc màu đen bóng, đây là phiên bản tiêu chuẩn, sẽ có giá là 28.500.000 đồng. Giá đã VAT rồi. Tại sao mình biết đây là phiên bản tiêu chuẩn? Thật ra phiên bản tiêu chuẩn với phiên bản cao cấp không khác gì nhau ngoài cái màu yên và cái make up ở phía sau đầu á. Thì cái chiếc này yên màu đen, nó không có phân biệt bánh mâm bánh căm gì hết nha, toàn bộ là bánh mâm hết. Cái yên nó màu đen, cái miếng mũ ở chỗ này nó màu đen, là phiên bản tiêu chuẩn. Tem Jupiter Finn nè, cái ốp bên này sẽ là màu xám, nên cái chiếc này sẽ có cái màu sắc trên giấy tờ ghi là đen xám. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang màu sắc tiếp theo. Kế màu đen, nó một màu xanh hơn một tí thì đó là màu xanh. Và chiếc này cũng sẽ phối màu xám giống như chiếc đen, cho nên sẽ có màu là đen xám. Các bạn vô cửa hàng, các bạn đẩy xe qua, các bạn lưu ý là nhiều khi đụng vô chiếc xe kế bên ha, chạy xe người ta tội nghiệp mấy bạn nhân viên. Nên chúng ta thấy xe mà đậu gần nhau quá thì chúng ta bẻ nhẹ nhẹ qua thôi, hoặc là kêu nhân viên dắt ra cho coi. Rồi chiếc màu xanh xám này cũng sẽ có giá là 28.500.000 đồng. Nó sẽ có hai màu xanh dương nha mọi người. Một màu xanh phiên bản tiêu chuẩn sẽ là xanh đậm, đèn là halogen bóng vàng, hai cái đèn demi nằm ở vị trí này và hai cái đèn xi nhan ở phía trên. Đèn demi với cái đèn pha cót ở phía trên á thì nó sẽ luôn sáng, không có tắt được, bị lực bỏ công tắc đèn rồi. Hiện tại bên mình cũng không có nhận độ nữa. Tem là màu đỏ nè, tem đen nè, ốp màu đen nè, thì chiếc này sẽ có màu trên giấy tờ là đỏ đen, cũng có giá là 28.500.000 đồng. Tại sao mình không báo trước bài biển số nha? Tại vì mỗi nơi nó mỗi khác. Ở trong một cái tỉnh á, thì nó sẽ có xã nè, rồi nó có huyện, hội xã thì huyện rồi, nó có thị xã nè, rồi nó có thành phố nè, nó sẽ có mức phí ba game khác nhau. Màu đỏ của mấy chiếc xe kia nó sẽ tươi như thế này, riêng chiếc Jupiter Finn là chiếc màu đỏ duy nhất của Yamaha ở thời điểm 2023 này là đỏ đậm, đỏ đột, nó sậm. Có lẽ là vì hướng tới gia đình á, nam nữ già trẻ lớn bé cái chai gì cũng sử dụng được, cho nên là đỏ đậm. Phanh UBS không phải là phiên bản cao cấp mới có, phiên bản tiêu chuẩn không có nha, mà toàn bộ phiên bản nào, tất cả các chiếc nó cái gì Lobo á, nói chung là xe Jupiter Finn là sẽ có phanh UBS, phanh kết hợp á, là đạt tháng sau tháng trước có bóp heo á. Nói chung là chiếc Finn nào cũng sẽ có thôi, không có phân biệt phiên bản gì hết. Tại vì phiên bản tiêu chuẩn với phiên bản đặc biệt cao cấp vậy, nó chỉ khác nhau về màu xe thôi. Rồi chuyển sang phiên bản cao cấp nè. Đầu tiên các bạn thấy màu xanh là nó sẽ có cái tem ở ngoài trước. Rồi nó có một cái viền tem ở phía ốp bên hông nè. Rồi nó có một cái viền tem dài ở phía ốp đuôi sau. Và yên nó sẽ là màu nâu, cái miếng mũ chỗ này nó sẽ là màu nâu. Đó, nó khác nhau chỉ là những màu sắc như vậy thôi, cho nên là giá thành nó cũng chênh lệch không quá nhiều. 29 triệu cho chiếc màu xanh dương mà nó sáng hơn màu xanh tiêu chuẩn ha. Rồi chiếc xe này là chiếc xe duy nhất của Yamaha có phanh UBS và chiếc xe duy nhất ở thời điểm hiện tại có học chứa đầu trước, xe số duy nhất ha. Tay ga thì mình không nói, đây mấy chiếc xe số khác là không có học chứa đầu trước đâu. Rồi 1,64 lít trên 100 cây, lấy xăng đi trung bình tầm khoảng hơn 60 cây. Nói chung xe này được xếp vào loại xe tiết kiệm xăng rồi. Chìa khóa là chìa khóa cơ, hai chìa cơ bản như thế này. Cái hộp chứa đầu trước các bạn có thể để khẩu trang, để chai nước, để bao tay, để vân vân mấy mấy cũng tiện ha. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang màu sắc thứ 1, 2, 3, 4, 5. Màu sắc thứ 5 đó là màu này giống như cà phê sữa mà cũng giống như màu trà vậy đó. Chiếc này trên giấy tờ ghi là màu vàng. Phiên bản đặc biệt bản cao cấp á, là nó chỉ ghi một chữ thôi nha, nó không có phối gì chứ, đúng một chữ một vàng. Thì phiên bản này nó cũng sẽ có tem, tem của nó sẽ là màu trắng đen như thế này đó. Chữ Jupiter thì nó giống như là mấy chiếc khác rồi, Jupiter tem nói. Mặt đồng hồ của xe thì cái dạng nó cũng hiện đại như thế này, nó chia ra nhiều phần phần mỗi phần sẽ có thông số riêng, công tắc đèn bị lật bỏ. Bên này sẽ có xi nhan, có kẹt và có cái kèn đặt vị trí dưới cùng, rất tiện. Bị lược bỏ công tắc chiếc CFI á, bị lược bỏ công tắc đèn, nhưng mà có công tắc đèn của chiếc CFI cũ gắn qua. Còn chiếc Finn thì trước giờ chưa có chiếc Finn cũ nên không có cái công tắc đèn để gắn qua được, nên bên mình cũng không có nhận ha. Rồi cái đuôi sau của xe này thì nó cũng sẽ khá là bầu bỉnh một chút. Kiểu dáng xe trung tính mà, nó đâu có cái gì thể thao quá mạnh mẽ như là Jupiter đâu. Phía trước nó cũng trung tính này, tất nhiên cái đuôi sau, cái cản sau nó cũng sẽ không quá những góc cạnh. Rồi màu sắc thứ 6 của ngày hôm nay sẽ là màu xám. Chiếc này sẽ có tem là đỏ trắng bạc, đỏ xám,
À tem của nó màu đỏ xám ha. Nó cũng có mặt trước ốp bên hông với cái ốp đuôi sau đó, nó cũng có tem, nói chung là tem khác nhau màu thôi. Phanh thì phanh đĩa, bánh mâm một bánh tâm, và tất cả các phiên bản đều là bánh mâm hết, sẽ không có bánh căm. Bạn nào thích bánh căm chuyển qua siêu SUV giùm mình. Rồi phanh sau là phanh đùm ha. Cân nặng của xe này là 100 kg, 115 phân khối. Tuy là 115 phân khối, Yamaha có 3 chiếc 115 rồi, nhưng mà nó mạnh hơn Sirius FE và nó yếu hơn chiếc Jupiter FE. Cốp xe này thì nó lại rộng nhất của nhà Yamaha trong dòng xe số, để vừa cái nón nửa đầu. Dung tích bình xăng bao nhiêu mình quên mất tiêu, hình như chắc khoảng 4 lít á. Cái kiến xe thì nó sẽ cũng giống Sirius, nó tròn tròn như dài dài. Chế độ bảo hành của xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây, bảo hành bảo dưỡng trên toàn quốc như những dòng xe khác chính hãng của Yamaha. Rồi mấy cái vít theo xe có hai cái này dưới này thôi. Rồi giờ đóng cốp lại hen. Đó. Hết. Còn gì nữa đâu. Dè chắn bùn sao cũng ok. Nói chung là xe mấy xe số phổ thông này sẽ không có dè chắn bùn con đâu. Có thì mấy bạn tự độ bên ngoài, phục thì cũng là phục đôi thông thường. Bên mình cũng có chương trình hỗ trợ trả góp luôn. Tất cả các dòng xe đều có chương trình hỗ trợ trả góp hết. Trả trước từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục thì chuẩn bị giúp mình là chứng minh nhân dân hộ khẩu, hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái, hoặc là căn cước công dân có chip từ 18 tuổi trở lên ha. Và bên mình cũng có chương trình thu xe cũ tại xe mới luôn. Các bạn nào có xe nhà không sử dụng, bất kỳ hãng nào, cứ chạy đến bên mình, sẽ có nhân viên kiểm tra xe, báo giá cho các bạn. Bán thì bán Yamaha, nhưng mà thu tất cả các loại. Rồi một ít tính năng của xe nè, ví dụ như cụm đèn trước luôn sáng. Ủa đó là tính năng hả? Cụm đèn sau, ủa gì là tính năng hả? Mặt đồng hồ có học chưa đồ yên dài. Phanh UBS là nó sẽ giống như nó rút ngắn cái quãng đường phanh lại, phanh kết hợp đạp tháng sau, lát nữa mình đạp cho mấy bạn xem nè. Rồi chiếc này là chiếc màu sắc thứ 7 của ngày hôm nay, cũng là màu sắc cuối cùng, màu bạc. Đủ màu rồi, thấy nhé, đủ màu luôn rồi đó. Công suất tối đa của xe này là 6,6 kW, khoảng 9 mã lực tại 7.000 vòng trên phút. Mô hình sáng cực đại là 9,2 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Chiếc này khoảng 9 mã lực, chiếc Sirius FE là khoảng 8,7, còn chiếc Sirius Jupiter FE là khoảng 9,9. Đó, mình nói mặc dù 115 phân khối, nhưng mà các bạn chạy các bạn sẽ thấy nó, chiếc nào nó im, chiếc nào nó bốc, nó sẽ có độ khác nhau. Chứ không phải 115 là quy định 115, như chiếc Jupiter cái bên thể thao đó, 115 đúng không? Nhiều bạn nói là ồ thua chiếc 125 cùng phân khúc, chưa chắc nha. Công suất mã lực của nó lớn lắm á, chiếc Jupiter FE màu đen cái bên ấy. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử mặt đồng hồ. Nhớ cái đèn màu cam nha, đợi nó tắt hay đèn máy ha. Nó cũng báo hiệu máy móc, khi nào nó sáng hoài thì xe sẽ bị lỗi rồi đó. Rồi hai đèn đèn mi nè, bật chìa khóa là nó sẽ luôn sáng. Đèn máy thì cái đèn pha cốt ở phía trước nó sẽ luôn sáng. Vãi cả nồi. Rồi xi nhan, xi nhan thì rất là dễ nhìn rồi đúng không? Kiểu dáng của xe thì nhiều người nói nhái Future, nhưng mà nhiều người đó chưa hề biết là chiếc này ra mắt bên Thái Lan trước cả Future, trước cả quay 125, ra mắt vào năm 2017 cơ. Rồi bây giờ mình đạp thắng. Đạp thắng sau, thắng trước nó tự nhúc nhích theo nè. Đó, thắng kết hợp là như vậy. Rồi nghe tiếng máy nha.